dancers. To relieve ourselves of those cultural woes, we'd like to introduce to you the dance of Apsara, performed by the dancers group. Thank you.
Mỹ Sơn xin được phép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Để được có lời thích khoan có ở khi tán được. Thank you.